Mỗi sáng khi con tụng kinh thỉnh chuông mỏ, con dâu có vẻ không khó chịu. Vậy con tụng kinh mà không thỉnh mỏ có được không ạ? Thì tại vì mình thỉnh một lần hai cái mỏ thì nó hơi ồn. Cái mỏ cốc cốc bên ngoài, rồi cái mỏ này nữa, thành thử ra hai cái mỏ. Nó khó chịu là phải rồi. Thôi thì bây giờ ở nơi nào mà mình thỉnh hai cái mỏ mà người ta chịu thì ok. Còn không thì mình xài một mỏ thôi. Mà nhớ là cái mỏ mà mình xài đó cũng vừa vừa tiếng thôi, chứ đừng tớp cái mỏ này rồi tăng mỏ kia. Tức là nếu mà mình tụng kinh mà cái cơ hội, nếu mà mình ở trong một hoàn cảnh mà mình không thể dùng chuông mỏ, thật sự tụng kinh không cần chuông mỏ. Chuông mỏ chỉ là một phương tiện để giúp cho cái nhóm tụng kinh đông đủ, tụng cho có âm điệu hòa nhập, chứ không phải cần thiết khi một mình tụng mà có chuông mỏ. Quý vị ở nhà một mình mà tụng có chuông có mỏ là tại quý vị muốn có âm điệu nhạc nhiếc, rồi cho nó quen tai, quen tai quen tiếng, để khi mình đi về chùa mình tụng mình nhịp nhàng với đại chúng thôi. Chứ còn Phật không cần mình có cái tiếng mỏ đó. Và cái tiếng mỏ đó cũng chỉ là tạo ra sau này để thành một âm thanh, để đại chúng cùng nghe tiếng đó mà tụng theo nhanh chậm, chứ nó không phải bắt buộc có trong các thời lễ. Thế thì ở nhà một mình dù không ai phiền hà gì mình hết, nhưng nếu mình thấy rằng mình có thể tụng kinh không cần chuông mỏ cũng chẳng sao, thậm chí xài cái tiếng chuông cũng được. Lâu lâu mình tụng mình điểm tiếng chuông, mà điểm tiếng nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ, vừa thừng. Mà lâu lâu điểm tiếng chứ không cần Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiên Đạn Ứng Phật. Mình tụng 98 con Phật bon bon ở trong, liên tục tụng câu nào bon câu đó. Hỏi chi dữ vậy? Tại vì tụng vậy Phật mới nghe. Phật nghe mà Phật cũng khổ lắm, Phật bắt ấn, Phật chịu đựng mà. Còn ở trong phòng là người kia nghe không nổi là hai ấn luôn. Cho nên đừng có dính mắc vào cái việc là tụng kinh có mỏ hay có chuông, nó chỉ là phương tiện. Thí dụ như hồi nãy mình niệm Phật Bồ Tát Quan Âm, nếu mà mình có âm nhạc là hai tiếng khánh một tiếng mỏ, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, là bon bon cốc. Nhưng bây giờ không cần, nếu trường hợp không có thì vẫn niệm ăn thua là cái người cầm máy phải nhịp nhàng, phải lấy hơi đúng lúc để cho đại chúng đi theo. Cái đó là cái quan trọng. Thí dụ như tụng Nam Mô Tô Rô Bà Gia đi, Nam Mô Tắc Phạ Ác Tha Nga Ra Phạo Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Bạc Ra Hồng, ba lần rồi mới qua biến thủy chân ngôn Nam Mô Tô Rô Bà Gia. Thì cái tụng dứt cái câu ba thì phải thỉnh tiếng chuông bon để mấy anh dưới biết là qua câu kế. Rồi cái người chủ lễ cũng phải có nghệ thuật cầm cái microphone tụng mà sắp cuối rồi, nhớ lấy hơi để lát nữa dẫn chúng qua cái câu Nam Mô Tô Rô Bà Gia. Đang tụng về cái Nam Mô Tăng Phạn Đang A Ra Vào Lồ Chí Đen Tam Bạc Ram Bạc Ra Hồng, ông Đức Hờ ông nín. Ông chủ lễ ông nín cái bên này cái bon, cái bên một đám thì nghe kịp, cho nên Nam Mô Tô Rô bên này nghe không kịp Nam Mô Tắc Phạ Đắc Tha. Tụng kinh vậy nó chọi. Hay là đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sắp sửa qua niệm Quan Âm á, thì thỉnh nhớ là đừng có đợi tới tiếng cuối mới thỉnh, người ta nghe không có kịp. Mà người ta nghe không kịp thì người nào mà đứng gần mà nghe thì ta niệm Quan Âm, người nào đứng xa không để không kịp thì ta vẫn niệm Di Đà, nó chọi. Thành nữa cái người niệm, cái người thỉnh chuông phải rất là kinh nghiệm, gần đúng mà dứt cái câu đó là Nam Mô A thôi là phải thỉnh liền một tiếng để đại chúng cùng nghe, sắp sửa chuyển niệm. Còn người chủ lễ là phải cầm microphone niệm lớn Quan Âm để dẫn đại chúng qua cái câu kia. Thành nữa là tụng kinh chuông mỏ nó có cái công năng vậy thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó cần có để mà gọi là thành tựu cái buổi lễ.
Mà mình tụng kinh sao mà mình đổ được người nghe mới hay. Còn mình tụng kinh mà đi ra nó nhăn, nó nhăn nhó mà nó thấy khó chịu là mình biết không xong rồi đó. Thành thử ra tụng kinh mà nếu mình tụng không có âm thanh gì, không có chuông mỏ mà tụng âm điệu vừa chừng, tụng mà người trong nhà nghe cảm nhận được sự thiền vị của tụng kinh là mình thành công. Kính bạch thầy, con thường xuyên chiêm bao, thấy mình bay chứ không đi, như vậy là tốt hay xấu? Nếu mình chiêm bao thấy mình bay mà không đi thì better than me. Tại vì mi muốn bay là mi phải mua vé. Còn vị Phật tử này không cần mua vé mà vẫn thấy mình bay. Vậy là sướng quá tiên trên đời. Có nhiều khi mình thấy mình bay là có thể thường ngày mình hay nghe cái bài Mùa Thu Lá Bay. Thưa đại chúng, là Phật có nói trong kinh á, có năm nguyên do mình nằm chiêm bao. Thứ nhất á, là do hàng ngày mình suy nghĩ về cái đó. Thứ hai á, là do mình thân thể mỏi mệt mình có thể sanh chiêm bao. Thứ ba là do cái quá khứ nó còn lại, cho cơ thể mình kiếp trước là tiên. Mà này viết chữ đẹp này chắc tiên nữ. Ba nguyên do rồi phải không? Thứ nhất là do thân thể mình nằm không khỏe. Thứ hai là mình thường nghĩ. Thứ ba là quá khứ. Thứ tư là thiện thần nhắc nhở. Thứ năm là quỷ thần phá quấy. Thật sự nếu mà chim bao mình thấy là mình bay mà bay nhẹ nhàng, bay không đụng đầu đâu hết á, thì mình biết là đời trước mình là tiên nữ có chỗ. Có một lần Pháp Hòa đi ăn tiệm con trai, thì cái bà chủ tiệm á, bà là người Hoa, nói tiếng Việt chút chút à. Là bà đem một cái món đồ ăn chay rất là ngon, nằm trong một cái rổ, rồi cà rốt các màu sắc đẹp lắm. Thì thường thường thức ăn chay thì hay đặt cái món tên gì? Thì bà mới đem ra, bà có hỏi bà món này món gì. Bà nói ô, cái này là tiên nữ thả bom. Pháp Hòa mới nói thả bom này ghê lắm á. Tiên nữ mà thả bom là quy hoàng lắm. Bom người đời mà còn chịu không nổi. Nếu mà bom của tiên là không biết nó ra cỡ nào. Đấy cô ơi, cái món này kêu là tiên nữ thả bông. Mai mốt đi ăn tiệm tiệc chay mà gây quỷ đó, mà ai mà bưng ra cái rổ mà khoai chiên nguyên cái rổ vậy nè, phải không? Rồi nó có cà rốt, củ sắn rồi mọi thứ đó, là họ hay gọi là tổ chim đó, thì nhớ đây là tiên nữ thả bông. Kính xin thầy từ bi giải thích cho con chữ tri kiến Phật. Chữ tri là biết, chữ kiến là thấy, chữ Phật là giác. Con người chúng ta thường cũng có tri kiến, nhưng mà tri kiến phàm phu.
mà tri kiến phàm phu thì luôn sanh phiền não khổ đau. Nếu chúng ta có được cái tri kiến của Phật thì chúng ta đỡ khổ cho mình và đỡ khổ cho người. Tại vì cái thấy biết mà nó đúng như thật, cái gì thấy biết mà mình có tư duy, có quán chiếu, thì cái thấy biết đó nó làm cho mình hạnh phúc, an vui. Thưa đại chúng, con người chúng ta là sống là lúc nào cũng do cái thấy và cái nhận biết. Nhưng mà xem chừng coi, một ngày qua, một tháng qua, hay xưa nay mình sống cho tới giờ phút này, cái thấy biết nó thường làm của mình thường hay là những cái thấy biết trong sáng, hay là những cái thấy biết nghi ngờ mê lầm. Nếu mà mình thấy rằng xưa nay mình sống bằng cái thấy biết nghi ngờ mê lầm thì biết đây không phải là tri kiến Phật. Mình sẵn có cái đó nhưng mà tại mình không phát triển, mình đã phát triển nó ngược lại, là cũng thấy cũng biết nhưng mà toàn là thấy biết của phàm phu, của người đời. Cho nên Đức Phật ra đời, trong Kinh Pháp Hoa nói Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở chỉ bài cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật nơi họ. Nghĩa là chúng ta có khả năng sống, nhận biết, thấy biết bằng cái tri kiến của bậc giác ngộ, nhưng chúng ta không khơi cái đó mà chúng ta cứ khơi cái kia. Cho nên Phật có nhiệm vụ thấy cái đó, chỉ cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, cuộc đời này có vô thường không? Vô thường là một sự thật, vô thường là sự biến đổi, mà biến đổi này là một sự thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy cái tri kiến phàm phu mà chúng ta nhìn đó, là chúng ta khổ bởi vô thường. Nhưng nếu chúng ta lấy tri kiến Phật mà nhìn vô thường thì ồ, cảm ơn vô thường. Tại vì nếu không có vô thường thì đứa nhỏ không thành đứa trẻ, đứa người lớn. Và không có vô thường thì hạt cải mãi là hạt cải mà không là cây cải để mình ăn. Nếu không có vô thường thì hạt cam chỉ là hạt cam mà không ra cây cam và trái cam. Vô thường là sự thay đổi. Mà xưa nay chúng ta cứ thay đổi theo một cái nghĩ chiều xấu, là khổ, là già, là bệnh gì không, mà chúng ta không thấy vô thường là sự biến đổi. Nó happen, nó áp dụng chung cho tất cả. Ví dụ cái hạt hoa hồng này mà trồng xuống mà nó không có vô thường thì làm gì nó ra cái hoa hồng hôm nay chúng ta dùng. Mà đa số chúng ta cứ sống bằng cái chiều ngược để rồi tự khổ lấy mình. Pháp Hòa nói một cái ví dụ khác. Có một đạo hữu đến thăm chùa, thì ông và đạo hữu kia mới thưa với hòa thượng: dạ bạch hòa thượng, con hàng ngày con tu tập thế này thế kia, rồi ăn chay rồi niệm Phật vậy vậy đó, thì con làm vậy đó. Thì hòa thượng nghe vậy xong, ông không phải là con người, trời ơi, ông giận lên, ông nói là hòa thượng tại sao mắng ông, tại sao nói tôi không phải là con người. Hòa thượng nói thì ông phải là con người thì ông là Phật. Nhưng mà khi mình nghe người ta mắng mình không phải là con người thì mình liền nghĩ vậy trong đầu: bộ tôi là con thú à? Quý vị thấy không? Mà tại sao mình không nghĩ người ta nói câu đó nó đâu có cái hàm ý? Có thể mình không phải là con người thì tại sao mình không nghĩ mình là Phật, là Thánh, là Tiên? Mình cứ nghĩ mình là cái thấp hơn để rồi mình giận. Cũng giống như một chú uống rượu say, nó bạch hòa thượng: nhờ nghe Pháp mà hôm nay con không còn uống rượu say nữa. Ồ, đạo hữu không phải là con người, giận đó mà. Thì tại vì mình nghĩ sao? Ông thầy cũng chửi mình: mình không phải là con người, vậy mình là cái gì? Mình nghĩ cái thấp hơn, cho nên mình buồn. Cách đây mấy hôm, khi đi ra tới cửa thì có một cô cũng nói gì đó, thì mấy bạn cũng cười vui. Đi ra cửa cũng nói: thầy, mấy đứa nó, con nói gì ra nó cũng cười hết á. Cái Pháp Hòa mới nói: vậy cô có phước. Người ta phải học nguyên một lớp rồi lên nói làm sao cho đại chúng cười, còn cô nói bình thường mà ta cũng cười nữa, vậy cô hạnh phúc quá rồi. Giống như người ta phải học làm hề, đóng kịch để chọc cười, còn mình nói chuyện bình thường mà người ta vẫn happy, người ta cười. Thưa đại chúng, nói cho người ta cười không có tội, nói cho người ta khóc mới có lỗi. Hà nữ vừa nói: trời, nó cười con á thầy. Đâu sao đâu, tưởng nó chửi con mới có chuyện. Cho nên cuộc đời này là gì? Khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Nếu mà chúng ta nghe câu đó, ta nói: trời ơi, thiên hạ cười tôi,
Tại vì mình cứ nghĩ một nụ cười chế nhạo thôi, phải không? Thôi thì bây giờ mình nghĩ khác đi. Nếu mình nghĩ rằng người ta cười mình mà biết đâu chừng có những cái đẹp người ta cười sao? Thành thử ra cái tri kiến đó, tri kiến mà chúng ta thấy biết đó, mà thường chúng ta cứ thấy biết theo cái chiều xấu mà không thấy biết theo cái chiều tốt. Nếu không có vô thường thì làm gì có mình họp mặt hôm nay? Năm ngoái Pháp Hòa qua mà nếu vô thường không có thì làm gì có ngày hôm nay? Thì nhờ có vô thường cho nên bữa nay mình gặp. Rồi cũng nhờ vô thường tháng 6 mình sẽ gặp nữa. Phải không? Thành thử ra vô thường không có xấu, mà chúng ta quên. Nó có cái đó mà chúng ta không lấy cái tri kiến Phật để nhận cái vô thường đó mà sống. Mà chúng ta quên thì Phật hơi cái tri kiến đó vậy. Có phải có tri kiến về vô thường. Bây giờ mình quên một cái gọi là nhân quả. Mà nhân quả anh có tin, nhân quả vẫn là sự thật. Nhân là cái hạt, quả là cái trái. Và giữa nhân quả là duyên. Nếu không có duyên thì nhân quả khó có mặt. Ví dụ nhân là hạt cam, duyên là nước, là đất, là mặt trời, quả là cây cam và trái cam. Giữa nhân quả nó có cái duyên. Anh không chấp nhận, nhân duyên quả vẫn có mặt. Anh có chấp nhận thì nhân duyên quả vẫn có mặt. Phật không phải là người tạo nhân quả, nhưng mà chúng sanh chúng ta quên nhân quả thì Phật là người nhắc lại cho mình cái đó, cho mình có cái tri kiến về cái đó. Mà tri kiến đúng gọi là tri kiến của Phật. Còn tri kiến mà sai là tri kiến của phàm phu. Vậy thì trong kinh nói Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Phật có mặt ở đời này vì một việc lớn Phật phải làm, a big job for Buddha, là làm sao khơi mở cho chúng ta đừng quên cái đó. Đừng quên có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Người nào có tri kiến về cái đó, già, bệnh, chết không khổ. Đang trẻ, happy với trẻ. Mai mốt 80 mới chống cây gậy vẫn mừng. 80 mà mới chống gậy, có người mới có 50 đã chống gậy. Thành thử mình tri kiến về cái đó thì làm sao mình khổ được. Vậy quý vị hiểu được chỗ tri kiến Phật ha. Có nhiều khi mình thì ô tri kiến Phật là cái gì đó xa xôi, mình tu nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ Pháp Hòa nói thật gần. Tri kiến Phật là cái thấy biết bậc giác, mà cái gì chúng ta thấy như thật là điều tri kiến của Phật cả. Còn chúng ta thấy nó sai là tri kiến của phàm phu. Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu thọ mạng trong kinh nói hàm ý như thế nào, và sau khi hết thọ mạng thì Phật đi về đâu. Trong này cũng có một câu giống như vậy về cái thọ mạng. Thì trong kinh một câu hỏi khác là: như con được học thì một bậc giác ngộ thành Phật thì không còn sanh diệt, thì sao trong kinh có nói Đức Phật này, thí dụ như Phật Di Đà, có thọ mạng rất dài lâu? Thưa đại chúng, cái thọ mạng mà trong kinh muốn nói đó không nghĩa là cái thọ mạng thể xác. Mà nếu cho dù thọ mạng của thể xác thì cái phước báo của một người có tu tập ở cái cảnh giới nào đó nó hơn cái thọ mạng của con người. Bây giờ ví dụ như là trong đại chúng đây có những người thọ mạng đã hơn 100 tuổi, hay là đã 100 tuổi, hay là 90 tuổi, thì rõ ràng thọ mạng người này dài hơn thọ mạng của người 40, 50. Vậy thì nói trên thọ mạng cũng có nghĩa là nói trên cái phương diện tuổi tác. Nhưng mà bởi vì cõi người chúng ta thọ mạng cao lắm là 3 số, tức là 100, 101, 102, mà hiếm người nào sống tới 3, 4 số lắm. Tức là không ai mà sống tới 1000 mấy trăm tuổi cả. Maximum là 3 số thôi. Còn trung bình là gì? 2 số. 99 tuổi là 2 số. Người nào lạm phát là 3 số 100. Mà như Hư Vân Hòa Thượng cũng là 120 tuổi thọ mạng tới đó. Vì sao? Vì cõi con người chúng ta thọ mạng chỉ tới đó. Nhưng có những cảnh giới phước đức họ hơn. Cảnh giới đó được kết tụ bằng phước lực, cho nên thọ mạng hơn cõi người.
có thể thọ mạng họ là ngàn tuổi. Ví dụ trong cái cõi người chúng ta đây có một loài chó, thọ mạng con chó là bao lâu? Maximum là mười mấy năm thôi. Thì con chó nó cũng có thọ mạng của nó, nhưng mà so với con người thì con người thọ mạng hơn. Mà nếu mình nói với con chó là tôi tới 100 tuổi, con chó nó không tin, nó làm dữ vậy. Tại sao vậy? Trong cái nghiệp của con chó, cái bao, cái hiểu của con chó nó tới đó thôi. Thì khi chúng ta ở cõi người cũng vậy, chúng ta nghe thọ mạng như vậy thì chúng ta nghĩ rằng á, làm gì có cái cõi nào thọ mạng như vậy. Nhưng mà không có. Tại vì cái mình thấy biết nó còn hạn hẹp. Chúng sanh chúng ta ở đây phạm vi vậy thôi. Mình có đi dữ lắm là năm châu bốn biển thôi chứ đi đâu. Làm sao mình lọt ra những cảnh giới khác được, trừ khi nào cái phước của mình nó hơn thì nó ở cảnh giới đó. Đó là nói về thọ mạng. Còn cái thọ mạng sâu xa là gì? Đó là pháp thân bất diệt. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đó, một cái anh trẻ đó còn hai mươi mấy tuổi thôi, mà ảnh dám lao vào ảnh cứu một cái chiếc máy bay, thí dụ vậy đó. Rồi sau đó do một tai nạn, hay là do cái giống như cái lần mà bên New York đó, có những người cứu hồ lửa đó, họ nhảy vô trong đó họ cứu, tưởng là xong rồi. Ai ngờ đâu họ đang trong khi họ cứu thì một chiếc máy bay thứ nữa lúi vào nổ nữa, thì mấy chục người đã chết. Họ chết trong khi họ mới có 20, 30, 40 tuổi thôi. Nhưng mà danh hiệu của họ, cái đẹp của họ sống mãi với thời gian, hết đời này tới đời khác luôn nhắc nhở học hỏi. Thì cái đó là thọ mạng của họ. Họ, cái thọ mạng limit của con người, cái đời sống họ chỉ tới đó. Nhưng mà thọ mạng về pháp thân của họ bất sanh diệt. Vậy thì đại chúng hiểu hai cái thọ mạng. Nói là Đức Phật Di Đà có thọ mạng vô lượng cũng có thể, bởi vì cảnh giới đó là cảnh giới tích tụ bằng phước báo mà. Còn cảnh giới của mình là tích tụ bằng gì? Nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp lực. Mình do nghiệp lực mới đẩy về đây, nghiệp báo mới có mặt ở đây. Còn nếu mà, nhưng mà ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn phước hơn những cõi mà người ta nghèo khổ hơn. Cho nên trong cái cõi nghiệp lực nó vẫn có người nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Trong cái cõi tội phước, con người chúng ta vẫn còn có phước hơn. Cho nên tuy chúng ta có khổ, nhưng mà khổ ở nước Mỹ, khổ ở ngoại quốc. Còn có những người, người ta khổ ở những cảnh giới nghèo hơn nữa. Người ta khổ tâm, khổ luôn đời sống vật chất. Còn chúng ta có thể khổ tâm chút chút hay là nhiều chút, nhưng mà nói về đời sống vật chất chúng ta không có thiếu. Như vậy thì trong cái khổ chúng ta cũng còn chút phước. Và nhờ cái phước này, nhiều cái niềm vui thọ mạng chúng ta dài. Có nhiều người do buồn khổ cho nên nó làm cho cái tuổi thọ, cái sức khỏe nó giảm đi, thọ mạng không nhiều. Giờ câu hỏi kế là giờ Phật hết rồi, Phật đi đâu? Câu trả lời chân thành là I don't know. Thưa đại chúng, trong kinh có câu này nè, không biết đại chúng đọc kinh quý vị có nhớ câu này không? Các vị này đã dứt hết các phiền não, việc làm đã xong. Rồi sao nữa? Hết phiền não, việc làm đã xong như củi hết lửa tắt. Nhớ mấy câu đó không? Như vậy thì mình, nếu mình đặt một câu hỏi là ủa, các vị này chỗ làm đã xong, nghĩa là không còn làm gì nữa sao? Thì chúng ta phải nhớ là khi Đức Phật nói điều đó, nghĩa là chúng ta có duyên với ở cõi đời này, việc làm chúng ta cõi đời này đến đây đã xong. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị ký một contract ở bất cứ một cõi nào đó mà đủ duyên. Như vậy thì nếu mà nói về tất cả chư Phật Bồ Tát, sự ứng hóa độ đời của các ngài là unlimited. Nhưng mà các ngài đến mỗi một cõi là nó limit theo cái thuận thế gian này. Như Đức Thích Ca Mâu Ni ở thế gian này 80 năm, thọ mạng đó của ngài chỉ 80 năm. Nhưng mà thọ mạng pháp thân của ngài dài cho đến 2600 mấy năm rồi. Vì sao? Vì trong lòng của mỗi người chúng ta không ai mà không có hình ảnh và danh hiệu của Phật Thích Ca.
Vậy thì thọ mạng Phật Thích Ca bất diệt. Còn cái thọ mạng mà limit, có thân tứ đại mà thọ mạng đó là limit. Còn bây giờ Ngài đi đâu? Ngài không có chỗ trụ đâu. Ngài đang ở một cảnh giới nào đó để mà tiếp tục công việc của Ngài. Nếu một người có tâm trí độ đời, họ không làm việc này, họ cũng làm việc khác. Không ở cõi này thì cũng ở cõi khác. Cũng giống như mình thôi. Người thích làm việc mà không ở phòng khách thì cũng ở nhà bếp. Không ở nhà bếp thì cũng ở nhà vệ sinh. Lúc nào mình cũng có làm việc hết. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp tính hạnh nguyện. Thưa, đây là ba tiêu chuẩn của một người tu niệm Phật. Hay nói tóm lại, không nhất thiết phải là người niệm Phật. Tất cả hành giả ai muốn phát triển trên đường tu hành phải có đủ ba yếu tố này, không luận là người niệm Phật. Anh muốn tu mà anh không có niềm tin, anh không có cái phát nguyện, anh không có ứng dụng trong việc làm, thì làm sao việc của anh thành tựu? Chữ tín là gì? Là niềm tin. Nguyện tức là chúng ta phát nguyện, chúng ta hứa, rồi chúng ta làm, gọi là hành. Tín, nguyện, hành mà không luận chỉ là người niệm Phật. Thí dụ bây giờ là mình muốn mỗi ngày học tiếng Anh. Mình tin rằng với thời gian mình chịu khó gặp một người tốt dạy mình tiếng Anh thì thế nào mình cũng sẽ biết tiếng Anh. Đó là tin. Nguyện mỗi ngày chịu khó học một chữ, rồi bắt đầu hành. Lúc nào cũng nhớ mặt chữ đó, viết mặt chữ đó, học nghĩa mặt chữ đó, nói mặt chữ đó, phát âm mặt chữ đó, thì nhất định sẽ có ngày mình biết tiếng Anh. Vậy thì muốn học tiếng Anh phải có tín, có nguyện, có hành. Tu niệm Phật, tu thiền, bất cứ tu cái gì phải có tín, nguyện, hành. Một vị xuất gia muốn làm đạo, muốn xây chùa, muốn độ chúng mà không có niềm tin ở nơi mình là tự tin, không có niềm tin ở những Phật tử gần gũi với mình là tin tha, không có tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, sáu cái tin, thì làm sao người đó phát nguyện và hành được? Cho nên chúng ta làm việc gì cũng phải có cái phát nguyện là chúng ta làm. Và nhờ phát nguyện, từ đâu nó đưa đến cái phát nguyện? Từ cái niềm tin. Phong vào ví dụ vậy nè. Quý vị nhìn một người thầy, trước khi mà quý vị cúng dường số nhiều, quý vị cũng đắn đo lắm à. Chọn mặt gỡ vàng à. Thì mình phải tin cái vị thầy đó, làm sao mình mới dám gọi là gỡ tiền cúng dường. Ổng ở đâu tới, ổng xây chùa, ổng làm đạo, mà mình nhìn cái tư cách ổng làm sao đó, mình không dám cúng. Nhưng mà cũng có những vị mình nhìn cái mình thấy ở nơi người này có cái đạo hạnh gì đó, phát tâm cúng. Phải có niềm tin mới làm được. Giờ tin rồi phát nguyện, nguyện rồi làm. Dạ, con nghe việc thầy trình bày, con thấy việc thầy làm, con tin tưởng và con nguyện con sẽ cúng dường. Mà bây giờ rất tiếc con không có mang gì ở đây hết, thôi để con về con ký check. Về ký check là hành, còn nguyện là hứa, còn tín là mình có niềm tin, gọi là tín, nguyện, hành. Mà không luận người niệm Phật mới có cái đó. Bất cứ ai muốn thành tựu được trên con đường tu tập của mình thì phải đủ ba yếu tố này. Và trong kinh thường nói, nó giống như cái định, cái lư hương mà đủ ba chân, gãy một chân thì cái lư hương không vững. Mà tin là cái điều quan trọng nhất. Mà đạo Phật á, không phải chỉ tin mà dùng chữ tín. Vì sao gọi là tín? Bởi vì chữ tín là sau khi mình tin và có suy nghĩ, và suy nghĩ kỹ càng thì từ cái tin nó đưa ra tín, chứ không phải chúng ta chỉ có cái tin bình thường. Cho nên đạo Phật dùng chữ tín, tín hạnh nguyện, là tín nguyện hạnh. Tín là có sáu cách: tín mình, tín người, tín nhân, tín quả, tín lý, tín sự. Tín mình, tín người đó. Mình tin mình thật, mình phải tin người thật, hợp tác mới được. Vậy quý vị hiểu được chỗ này ha. Con và chồng con không gặp nhau thì thôi.
còn khi gặp là khắc khẩu. Vậy con phải làm sao cho yên ổn nhà cửa? Thì khỏi gặp. Đừng làm thiệt chết em ạ. Thưa đại chúng, là quý vị nhớ là khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày á, người Việt chúng ta có những cái cụm từ để nó nói lên được cái sự việc. Ví dụ như là bàn cãi. Có bàn thì phải có cãi, có chung là phải có đụng, kêu chung đụng. Có chúng to kêu đại chúng, mà có đại chúng là đụng chán. Có thủy thì phải có chung. Thủy là gì? Là nguyên khởi. Chung là kết cuộc. Vậy thì khi mà nói vợ chồng chung thủy, nghĩa là sống giây phút đầu mình gặp nhau như thế nào thì sống với nhau cho đến giờ phút cuối giống như vậy, gọi là chung thủy. Hay nói cách khác là thủy chung. Với là đệ tử chúng con từ vô thủy. Từ vô thủy rồi, trước đó rồi. Có chung là có thủy là có chung. Cho nên cái chuyện mà gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện và có những cái điểm không đồng mà gây cãi, đó là chuyện bình thường, chứ không phải khắc tuổi gì mà gọi là phải coi bói khắc khẩu. Cái quan trọng là mình biết mình với người đó có những cái điểm không đồng, thì mình thường khi nói tới cái điểm đó thì mình phải nói như thế nào, mình phải nín như thế nào để cái việc đó không đi đến cái chuyện cãi vã. Cái này nó ở ăn thua ở cái khả năng khéo léo của mình. Hễ nhắc tới chuyện này thì thường có chuyện. Mà nếu mà nhắc không đúng lúc, đúng thời thì việc nó càng lớn nữa. Cho nên á, nếu mà lúc đó mà người chồng lớn tiếng thì chúng ta nhỏ tiếng, để sự việc nó ổn hơn. Cái vấn đề là nếu chúng ta đã thấy, chúng ta đã là người thấy pháp môn, thì chúng ta sử dụng pháp môn. Mà người kia không đồng cùng tu tập như vậy thì chỉ một mình thì nó vẫn đỡ hơn. Mình là người biết chạy bộ thì không ngại gì phải lui lại để đi bộ với người. Cho nên cái người mà chưa nhẫn, hay là họ chưa là người nhịn, thì mình phải là người nhẫn. Ta kêu nhẫn nhịn. Họ không nhịn mình, họ nói ào 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 ào, thì mình phải là người nhẫn. Nhẫn là gì? Là chịu đựng. Để cho họ nói, rồi đến khi nào họ xong việc rồi mình sẽ nói, thì nó khác hơn. Cho nên cuộc sống là một quá trình xây dựng, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên không có một cái bói toán nào mà chỉ cần coi một quẻ thôi là xong hết mọi việc. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị uống một viên thuốc bệnh, thì đừng nghĩ là viên thuốc đó sẽ làm mình lành bệnh tất cả. Có thể là mình lành cái bệnh này mà mình sanh cái bệnh khác. Hoặc giả là hôm nay mình tạm dừng cái bệnh này thôi nha. Họ nói uống thuốc hết bệnh rồi, thì nhớ là cái hết mình nói đây là hết gì? Hết luôn, hết tạm. Hết tạm. Ở cõi đời này sự khỏe mạnh và hết bệnh là tạm, còn cái chết là chắc, cho nên kêu là chắc chết. Hở hở cái chắc chết, đừng lo, bảo đảm là chết chắc. Chỉ có chết chắc và không cần than chắc chết. Còn cái chuyện mà hết bệnh hết gì đó chỉ là tạm thời. Tất cả những gì chúng ta nói hết, nhớ cái hết đó là hết tạm. Nếu chúng tôi hòa rồi, hết giận rồi, cái đó chỉ là hết tạm thôi, mai mốt giận chuyện khác. Tại vì hễ ngày nào còn gặp nhau thì ngày đó chưa thông cảm nhau là ngày đó còn có chuyện. Khi nào thông cảm nhau rồi thì mới hết. Cho nên hồi nãy thầy trụ trì hát: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh.
Thành thử một người mà không nhịn thì chúng ta phải nhẫn. Hay là nói cách khác, một người không nhịn thì chúng ta đành nhường. Ta kêu là nhịn nhường. Một người không nhịn thì mình phải nhường. Một bên thẳng, một bên đùng, cả hai mà cùng kéo sẽ cùng đứt dây. Nếu như một người kia họ muốn kéo dây thì thôi mình thả để người ta còn hưởng được nguyên sợi dây. Còn nếu như cả hai bứt thì mỗi người phân nửa xài gì? Rồi chừng đó lại bắt đầu mới nói về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Bất công. Rất là bất công. Phong Hoàng có sửa cái bài hát đó, đó. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện gì mình không an vui, sao gói ghém thành tơ vui. Buông xuống cho được vui, để lòng mình thêm thanh thản. Không trách phiền chi nhau, ta thấy đời mình bớt đau. Ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ. Nhà mình không ai chăm sóc, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Chà, sắp hết giờ rồi sao ta? Đại chúng hết sức chưa? Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây mộng lại. Mộng rồi còn cái gì nữa nói. Kính bạch thầy, con thường nghe nói ma ba tuần là gì, xin thầy giải thích cho con rõ. Ma ba tuần nghĩa là nó cao hơn 2 tuần và nó dưới 4 tuần. Ma ba tuần là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là ma vương hay là thủ lãnh. Tức là trong kinh Phật hay dùng cái chữ ma ba tuần để nói lên một loài ma mà nó có năng lực lớn lắm. Ví dụ như là khi mà Đức Phật tu, họ cũng muốn làm cho Đức Phật thối lui, nhưng mà họ không làm được thì họ phát nguyện. Họ nói ta không phá được đệ tử của Thích Ca Gotama thì ta sẽ phá những người đệ tử của ông. Vậy thì bây giờ chúng ta là những người cộng nghiệp với Phật, vì làm đệ tử Phật muốn tu tập thì ma nó phá. Vậy thì chúng ta đừng nói ô thôi vậy thôi để tôi withdraw. Tôi từ chức, tôi không dám nhận làm đệ tử nữa, tôi khỏi bị phá. Cái đó chỉ là một câu nói thôi. Cái ý nó muốn nói rằng nó phá không được một chuyện này, nó sẽ kiếm chuyện khác nó phá. Bây giờ quý vị chỉ cần nhìn trong cuộc đời này, có phải chúng ta thường bị những cái trường hợp vậy? Mình không khổ nạn này thì khổ nạn khác, mà khổ nạn nào nó làm chướng ngại mình thì cái khổ nạn nó thành ma ba tuần. Chứ không phải con ma nào bên ngoài nó 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần gì để mà nó hại mình. Nhưng nếu có năng lực, nếu cái chướng ngại đó đầy đủ năng lực, nó trở ngại mình thì đều là ma 3 tuần đó. Pháp gọi ví dụ, hôm nay mình nghe đại chúng đông, rồi quý thầy tới, quý sư cô đến, cho mình làm món ăn, mình cúng dường riêng cho quý thầy. Mình dặn cái cô trong bếp rồi nha, cô ừ, cô thử với mình, cuối cùng cô không được. Mình ngồi dưới ăn mà mình cứ ngó hoài, sao không thấy món của mình. Buồn quá mình đi về. Là ma ba tuần nó lôi mình rồi đó. Ma ba tuần là gì? Nó có khả năng mạnh đến mức độ nó lôi mình, bà đại chúng, quý thầy, bà giảng không đủ lôi mình. Hay là mấy chục năm tu hành của mình nó không đủ lôi mình chỉ vì một cơn giận. Thì mình biết là mình bị ma ba tuần rồi đó. Nó kéo mình lầu 3 rồi đó. Hồi nãy mình ở main floor. Quý vị hiểu chỗ đó ha.
Thành thử ma ba tuần không phải là cái chữ ba tuần nó không có theo tiếng Việt của mình, mà đó là một cái chữ phiên âm. Ví dụ như mình nói là ví dụ như mình niệm một câu danh hiệu Phật Bồ Tát, thì không, mình không thể dịch nghĩa là Đức Quan Âm Bồ Tát hay là Đức Quán Thế Âm Tát Nước Nguyên Bồ kêu là Bồ Tát. Có nhiều người ta dịch là Vu Lan Bồn, nghĩa là ngày lễ đó mọi người phải sắm thức ăn để vô bồn đem đi cúng. Không đúng. Chữ bồn nó không có nghĩa gì trong chữ bồn. Cái bồn, cái chậu trong tiếng Việt nó không liên hệ gì tới chữ Vu Lan Bồn cả. Mà chữ Vu Lan Bồn là được phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Thì chúng ta phiên âm lại là Vu Lan Bồn, vì cái chữ tiếng Phạn là Ulambana. Và nếu chúng ta muốn dịch nghĩa cái chữ Vu Lan Bồn thì chúng ta phải dịch là giải đạt, cứu cái khổ treo ngược, cứu cái khổ bị treo ngược, gọi là Vu Lan Bồn. Chứ không thể dịch là ngày lễ ấy để thức ăn vô trong bồn đem đi cúng. Hay là chúng ta nghe người ta nói là New York, mà người Trung Hoa âm chữ New York là nữ ước. Thì vậy thì nữ ước là gì? Không nghĩa gì cả. Nó chỉ là một tiếng phiên âm để dễ dàng gọi, thay vì cái phát âm New York khó quá, người ta phiên âm nữ ước. Hay là chúng ta phiên âm Gia Nã Đại, Canada. Hỏi Gia là gì, Nã là gì, Đại là chi? Thì nếu mình dịch từng chữ, Gia là bì, Nã là bắn. Thấy Gia nó bắn Đại đi, kêu Gia đó là dịch như vậy là chết rồi đó. Gia Nã Đại là một tiếng phiên âm từ Canada để cho mình dễ gọi, dễ nói, chớ không nghĩa gì hết. Thì ở đây cũng như thế. Ma là một chữ cắt bởi nguyên chữ là Mara. Cho nên chữ Mara chỉ là nghĩa là chướng ngại, ngăn chặn, đoạt lấy. Thì ba tuần nghĩa là cái người thủ lãnh, mạnh bạo, có sức lực. Chỉ chướng ngại này chút chút, đứng dậy rồi, người ta kéo lại, mình ngồi xuống, nghe pháp tiếp, thì người ta nói đó, người này bị ma, nhưng mà chỉ là ma thôi. Ma ra, nhờ nó phát hiện ra cho nên nó ma. Nhưng mà nếu mình ai cản cũng không được, bài pháp cũng không đủ mạnh, bao nhiêu năm tu hành cũng không đủ mạnh, lôi mình đi về, và từ đó từ chối hết tất cả là ma ba tuần đó là. Vậy quý vị hiểu được chỗ này chưa? Thưa thầy, cha mẹ con đã qua đời, thầy cho con được hỏi còn có thể báo hiếu cho cha mẹ được không, và bằng cách nào? Khi mà người thân qua đời, chúng ta có thể báo hiếu giúp đỡ người đó ngay khi còn sống, sau khi qua đời. Báo hiếu bằng cách nào? Nếu người đó đã qua đời, chúng ta vẫn có thể làm việc phước thiện để hồi hướng. Vì sao? Vì nếu người đó do nghiệp lực mà còn khổ đau thì nhờ công đức này được giải. Ngược lại, nếu người đó nhờ công cái lúc mà họ mất, họ đã được tái sinh cõi lành, công đức lành này mình làm thì vẫn tiếp tục chuyển cho họ, họ có dư họ xài tốt chứ chẳng sao. Ví dụ như bây giờ cái vị đó người ta cất nhà, mình giúp đỡ tiền bạc, bây giờ họ ổn định hết rồi, nhưng mà vì cái tình thương mỗi tháng mình vẫn gửi tiền vô đó, thì người này ổn định chứ có sao, đã ổn định rồi thì càng thêm ổn định hơn. Nhưng mà cái vấn đề đây là chúng ta hồi hướng là một việc rồi. Cái vấn đề thứ hai là người thân của chúng ta có đủ phước để mà nhận cái đó không, lại là một việc nữa. Chứ không phải ai hồi là họ nhận đâu. Ví dụ như mình làm giấy bảo lãnh người thân,
Bên này tiền bạc mình có trong nhà băng, công ăn việc làm mình có đủ. Nhưng khi đi khám sức khỏe, họ chỉ thiếu một cái là sức khỏe không có, thì mọi thứ khác cũng không đủ tiêu chuẩn để họ đi. Cũng như thế, người thân mất phải đủ phước báo, mình hồi hướng họ nhận được. Như là hôm nay Pháp Hòa khỏe, quý vị cho Pháp Hòa ăn món gì Pháp Hòa cũng ăn được. Nếu bạn hôm nay Pháp Hòa không khỏe, quý vị có cho ăn thì chắc có đi nữa thì cũng chút chút thôi, tại sức khỏe không có. Cho nên mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải cố gắng tu tập để chúng ta có được một chút thiện lành ở nơi thân tâm mình, nơi bản thân mình, để khi mình ra đi hay là trên cuộc sống này có ai cho mình chút phước báo nào, mình đủ khả năng để mình nhận. Một đứa con nó không đủ tuệ giác, nó xài tiền, mình đưa nó nhiều nó sẽ hết nhiều, vì cái phước nó không có biết được suy nghĩ, tiền là khó. Còn đứa con biết suy nghĩ thì mình cho nó 10 đồng, nó ứng dụng 10 đồng rất đúng, tại vì nó có cái phước biết suy nghĩ. Đó là như vậy. Phật Di Lặc là tương lai. Đó là con nghe trong một bài pháp như thế mà con không hiểu. Thưa đại chúng, là chúng ta gọi có một vị Bồ Tát tên là Di Lặc. Thì theo như Đức Phật Thích Ca Thọ Ký thì trong tương lai, đến cái đời mà chúng sanh không còn biết Phật là gì, thì chừng đó có một vị Phật nữa sẽ ra đời để làm cái công việc tiếp tục giáo hóa chúng sanh cho họ biết Phật Pháp. Hiện tại bây giờ vị đó đang ở cõi trời đâu xuất, nói theo danh từ dễ hiểu là ở trại chuyển tiếp, chuẩn bị định cư. Chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước chứ không gọi đúng. Đúng thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì Ngài đã có sanh ra đời này, Ngài có tu hành thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phật Di Lặc. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết sự thành tựu của Ngài là một vị Phật trong tương lai, cho nên bây giờ chúng ta gọi trước Ngài là Phật Di Lặc. Còn nếu gọi cho đúng là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên trong kinh đó, không bao giờ quý vị nghe Đức Phật gọi này Phật Di Lặc, mà Đức Phật luôn luôn gọi này Bồ Tát Di Lặc. Trong pháp hội có Bồ Tát Di Lặc, có khi người ta dịch luôn chữ Di Lặc là Bồ Tát Từ Thị, bởi vì chữ Di Lặc dịch nghĩa là từ thị. Thì có khi người ta gọi Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Từ Thị, chứ không gọi là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là chúng sanh trong đời này chúng ta gọi, và chúng ta gọi trước, ahead of time, chứ không có phải đúng cái nguyên tắc gọi. Nhưng mà có sai không? Không sai. Bởi vì chúng vị này là một Phật tương lai. Cũng giống như bây giờ mình chắp tay xá nhau vậy đó, sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Hay là Ngài thường bất khinh đi đến đâu gặp người ta cũng chắp tay chào, tôi không dám khinh Ngài vì Ngài là Phật sẽ thành. Thế thì chúng ta lại Đức Phật Di Lặc, gọi Ngài là Phật cũng không sai. Và chúng ta gọi trước, chúng ta gọi mà chúng ta biết tại sao và nguyên do nào, cho nên không có gì lầm lẫn mà sai Ngài. Được chưa? Kính bạch thầy, xin cho con biết, con muốn xuất gia nhưng con còn gia đình con cái. Bây giờ con tu tại gia, con không biết tu sao cho đúng, xin thầy hướng dẫn cho con. Nếu còn ở tại gia mà đang làm những việc của người tại gia là tu đúng. Còn nếu ở tại gia mà làm toàn chuyện trật lất của người xuất gia là tu trật. Rồi mai mốt được cơ hội xuất gia mà ở trong chùa xuất gia mà toàn làm chuyện người đời thì đó là tu sai. Mình còn là người tại gia thì mình cứ làm đúng bổn phận của người tại gia là chăm sóc gia đình, lo cho con cái. Nhưng tâm nguyện xuất gia không mất, mình chưa được làm cái người đầu tròn áo vuông, thì mình tâm nguyện đó
nhưng hành xử vẫn là bổn phận của người tại gia. Đến khi đầy đủ duyên lành, mình là một người xuất gia, thì chúng ta ứng xử đúng cái bổn phận người xuất gia. Bổn phận của chúng ta ai cũng có. Bổn phận người xuất gia là trên học Phật Pháp, dưới độ muôn người. Còn bổn phận người tại gia là lo cho gia đình hoàn tất mà không quên sự tu tập chuyển hóa phiền não trong đời sống hàng ngày. Bổn phận người xuất gia là phải hoàn truyền chánh pháp. Bổn phận người tại gia là phải hộ trì chánh pháp. Cho nên mình ở tại gia mà không mất bổn phận đối với Tam Bảo, mình là người xuất gia mà không mất bổn phận của đời và của đạo, độ cho người và cũng độ cho người thân. Và xuất gia là có bốn cách. Có khi thân mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia. Có khi thân mình đã xuất gia mà tâm chưa hề xuất gia. Có khi thân tâm đều xuất gia, và cũng có khi thân tâm đều không xuất gia. Vì vậy cho nên nếu mà vị này, Phật tử này còn ở tại gia thì cứ làm đúng bổn phận. Mình làm đúng bổn phận để mai mốt mình đi xuất gia mình không có ân hận, mình không có biết, không có hối hận là hồi mình ở tại gia mình thiếu thốn. Và mai mốt mình có đi xuất gia, con cái không trách mình, mẹ mình lo cho mình đến nơi đến chốn. Bây giờ mẹ cần phải có thời gian tịnh dưỡng, sống cho mẹ mình vui vẻ để mình mẹ tu. Còn bây giờ mình sách vở vô chùa mình tu, mình nấu cơm cho đại chúng ăn mà cơm con nhà mình không nấu. Rồi mỗi lần múc cơm cho con thiên hạ ăn cái trong lòng buồn, nói trời ơi tôi múc cơm cho con người ta mà con tu tôi bỏ. Thành ra nó cũng đúng. Cho nên khi mình đã quyết định cái gì rồi thì mình phải sống đúng như thế đó. Mà hồi sáng mà nói đó, một khi mình hướng tâm thì mình phải chú tâm, còn chưa thì phải làm cái việc đó. Tu không có muộn, đừng có đợi là 70-80. Nếu nói muộn là chỉ muộn cái tuổi tác thôi, chứ còn tâm tu không có muộn. Tạc nhược dạ so tâm, hôm qua là tâm của dạ so, kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Dạ so giữ Bồ Tát, dạ so và một vị Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Cho nên cái vấn đề không phải là chúng ta được đi xuất gia, nhưng mà giờ mình có tâm ý đó thì cứ nuôi nó. Thầy ở nhà, con và chồng con thường nghe thầy giảng trên iPad, nên hôm nay con được gặp thầy con mừng lắm. Con kính hỏi thầy, muốn tâm an phải làm sao? Muốn tâm an thì làm cho nó an tâm. Thật sự ra đó, cái tâm mình nó vốn an. Còn cái vấn đề bất an á, là do cái ngoại cảnh, ngoại duyên. Phong và ví dụ vậy nè. Có một người đệ tử đến thăm một người thầy và xin người thầy chỉ cho con tu. Thì người thầy mới nói, tôi nói ví dụ, ở trong nhà có một con khỉ, và trong nhà đó có 6 cái cửa. Con khỉ thứ nhất nó mở cánh cửa nhất, nó kêu chéo chéo, con khỉ trong này đáp. Con khỉ thứ hai nó mở cửa thứ hai, nó kêu, con khỉ trong này đáp. Cứ như thế mà nó đáp 6 con khỉ. Thì người đệ tử mới nói, chéo chéo. Tức là người đệ tử mới nói, dạ con khỉ con nó ngủ thì sao? Thì người thầy mới nắm tay người đệ tử, chéo chéo, ta với ngươi gặp nhau rồi. Sao cánh cửa đó là thân mình, 6 cánh cửa là lục căn, con khỉ là cái tâm. Nếu cảnh nó kêu mà tâm mình không ứng thì làm gì có chuyện. Cho nên con, nếu người đệ tử mới nói, con tâm con ngủ nghĩa là tâm con không đáp với nó thì sao? Không có gì phải trở ngại. Đại chúng nhớ câu này. Người xưa có câu, tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu đâu làm sai người, tại người tự sai rượu. Hoa đâu làm mê ai, tự mình mê hoa. Cảnh chỉ là cảnh, nhưng mà tại mình dính với cảnh thì cảnh lành thành trần. Vậy thì khi chúng ta gọi là lục căn lục trần là chưa đủ, chúng ta phải nói là lục căn lục cảnh. Còn nếu khi chúng ta dính mắc với nó thì chừng đó cảnh mới thành trần.
Còn nếu thí dụ như bây giờ, ví dụ mình không, mình là người ăn chay, mình đi ngang một chút cái hàng thịt, hàng thịt nó có làm gì được mình không? Nó có làm được gì mình đâu. Còn nếu như mình đi ngang, mình ăn chay rồi, mình đi ngang, chà, heo quay ha, mà anh này quay không tới à. Cái này mới có chuyện này. Cho nên tâm nó đâu kêu gọi đâu, nó nói hey help me, see me way chính or not. Nó đâu có nói gì đâu. Tâm mình vốn bình an, mình đi ngang hàng thịt, nhưng mà cảnh nó chỉ là cảnh. Nhưng mà nếu tâm mình dính thì cảnh bắt đầu thành trần. Còn nếu mình đi ngang cảnh mà cảnh không, cảnh mình vẫn thấy, vẫn biết đi ngang hàng thịt, tại vì no choice. Tôi muốn đi vô hàng kia mà phải đi ngang hàng này. Tôi đi nhưng mà tôi không có dính mắc gì hết. Tôi chỉ biết đây là hàng thịt. Và hàng thịt này không lôi kéo tôi thì tâm tôi vẫn an. Còn nếu như mà nó lôi mình thì bây giờ cảnh nó thành trần. Mà thật sự ra cái này tự là, cho dù mình có tới, mình nói này cái gì con, nói bác ơi bác ăn chay bác hỏi gì vậy. Nhiều khi nó còn khai ngộ lại cho mình nữa chứ. Mình ăn chay mình hỏi chi. Có nhiều khi bữa đó mình ăn chay mà con xách về, mua ở đâu vậy con? Hỏi chi, có ăn đâu hỏi. Có vụ đâu nè. Em nói là đúng hết. Tại em thấy rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy thì quý vị có thấy chỗ nào là tâm an và tâm bất an không? Cái vấn đề an là mình, mình vốn đã an rồi. Mình ăn chay an phận ăn chay rồi mà mình lại bất an chi? Khổ cái á, nó ăn nó mua về, đang niệm Phật vậy hà, mà cũng đứng dậy mua ở đâu không? Chưa hết nữa còn bưng lên ngửi một cái, nhớ để ớt cho bớt tanh nha con. Vậy thì tâm mình an chưa? Vậy thì đại chúng biết là tâm bất an từ đâu chưa? Cảnh chỉ là cảnh, tâm mình không an thì cảnh lôi, từ đó cảnh thành trần. Cho nên á, nếu mình muốn tu tới cái chỗ thành Phật, đừng ghét lục trần lục căn, vì không có nó mình không tu được. Bởi vì nhờ có nó mình mới thấy Phật thấy Pháp. Nhưng mà tại vì mình cảnh nó lôi, cho nên cái chỗ này chúng ta gọi là chỗ phan duyên. Duyên tới là phan à. Ví dụ như hồi nãy ở dưới đó đang im phăng phát ngó lên đây, ở dưới kia mà làm cái rầm cái ngó ra, chuyện gì vậy? Quý vị nhớ vậy. Cho nên á, người đến với tổ Đạt Ma xin tổ an tâm cho con. Tổ nói đem cái tâm bất an đó ra đây ta an cho. Thì khi muốn tìm tâm bất an thì phải làm gì? Muốn tìm thì phải làm gì? Phải ngồi cho yên đi kiếm cho nó nằm đâu. Mà khi ngồi cho yên rồi thì tâm bất an còn không? Không. Chừng đó nó dạ con tìm tâm bất an không ra. Vậy tổ trả lời, vậy ta đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thì đại chúng nhớ, tâm bất an chẳng qua là khi tâm an nó nhộn, chứ còn thủy chung an không an nó là một. Cho nên mình phải hiểu được cái chữ tức trong đạo Phật. Sắc tức thì không, phiền não tức bồ đề. Vậy chị chỉ tức đây là gì? Là nó đó. Hồi nãy khởi phiền não, hết hiểu lầm, vui vẻ trở lại. Có nhiều khi á, mình giận người ta, mình chửi người ta đã đời, người ta giải thích cái đánh người ta cái bóp, quỷ vậy không nói sớm. Giả lả cho vô chuyện về. Và hồi nãy mà ai ta chưa nói gì hết là mặt mày sưng xù lên chửi ta một trận. Mà ta nói đã đời rồi, quánh ta cái bóp, còn mắng ta quỷ ta chứ. Nói vậy chi biết không? Mắng yêu, giả lả làm quê. Cho nên á, tại mình hết. Chứ thật ra mình không hề có cái gì không an cả. Ngay cả đứa con mình nó không thích ăn hủ tiếu với chanh, tại vì vắt chanh vô chua chua nó không thích. Vậy mà mình cứ ngồi mình nói vắt chanh vô con.
ăn này không có chua ngon con, mắc mới gì, nó ăn mà mình đâu có ăn. Nó ăn thiệt là ăn có tô hủ tiếu mà mình chỉ nhìn nó ăn mình không ăn. Đang ngồi niệm Phật vậy mà hai má con nói chuyện sao, nói con ra chỗ đó con mua đó đó, vậy vậy á, mua chỗ kia con ngon hơn. Mình mắc mớ gì, nó ăn bữa nay không ngon, nó tự kinh nghiệm nó ăn chỗ khác, đừng có lo, nó không biết chuyện đó. Cái chuyện mình nó lôi kéo, chuyện đó chuyện đơn giản lắm, mình còn bị nó lôi mà uống chi tụi nó. Quý vị thấy được chỗ này ha. Cho nên là thầy làm muốn an tâm phải làm sao, anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Kính bạch thầy, một người thọ giới Bồ Tát mà bỏ một ngày thọ bát quan trai giới để đi tu học hai ngày thì phạm giới không thưa thầy? Cái này phạm nặng. Phạm nặng là dám bỏ một ngày mà tu hai bữa. Trời ơi, tu vậy là quá rồi, muốn gì đó, tu hơn thầy rồi. Trong giới Bồ Tát nói á, một người thọ giới Bồ Tát là phải có 6 ngày thọ bát quan trai. Thì mình cứ dính vô câu đó mình hiểu là phải thọ bát quan trai. Bây giờ bát quan trai là gì? Bát quan trai là đóng 8 cánh cửa lại. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không ca hát, không ăn phi thời. Bây giờ á, nếu mình nói là giữ 8 cái giới này là ngày 1 tháng 6 ngày, vậy 24 ngày kia mình không tu à? Giờ mình cũng không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca sướng hát theo thế gian và không ăn phi thời. Nếu mình là một người tu tập theo cái giới luật của người xuất gia, nếu mình không tu bát quan trai mình tu cái khác. Mà thậm chí ngày hôm đó mình nói tu không có tu bát quan trai mà ngày hôm nay tu tịnh tu niệm Phật, nó cũng thành ngày tu. Ngày hôm nay tôi không thọ giới bát quan trai gì hết mà tôi lấy bộ kinh Pháp Hoa tôi tụng trọn ngày hôm nay vẫn tu. Mình không tu cái này tu cái khác, miễn là tu. Cho nên đã thọ giới Bồ Tát rồi thì hiểu được cái chỗ này thì cái Bồ Tát giới của mình nó làm sao, nó uyển chuyển, nó hay lắm, chứ nó không phải bị gò bó. Ví dụ như giờ bữa nay mùng 1 mình thọ bát quan trai ở nhà, cái con nó nói bữa nay con sinh nhật đứa cháu, con tổ chức, dọn đi con, má tu bát quan trai. Nó phiền không? Mình là Bồ Tát con uyển chuyển, rồi con cứ tổ chức cho sinh nhật của con đi, ngày khác má tu. Má đâu phải tu bữa nay, nếu tu bữa nay má thành Phật má cũng tu nữa. Má tu mấy chục năm mà má vẫn thành má. Tu nó cực khổ vô cùng. Mà người ta thấy mình Bồ Tát kiểu đó, không ai dám Bồ Tát theo. Mình tu làm sao mà mình là một Bồ Tát thật là uyển chuyển, thật là linh động. Vì sao? Vì mình chỉ là Bồ Tát tại gia, chứ mình chưa phải là Bồ Tát xuất gia. Mà Bồ Tát tại gia là đang sống trong đời để ứng dụng đạo vào đời, để làm sao người đời thấy đạo. Mình tu làm sao mà cho người ta thấy rằng cái sự tu tập của mình nó phát triển, và người ta thấy rằng ồ, đây chính là đạo. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Xin phép thầy cho con biết quy y có phải là đi tu không? Bây giờ muốn dụ cái đó yes liền. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Nương tựa với Phật là người thầy, nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật. Còn mình đang ở Mỹ thì nương tựa Mỹ. Nương tựa Pháp là nương tựa lời dạy của Phật.
Nương tựa tăng là nương tựa đoàn thể người tu. Vậy thì quy y ở trên hình thức là mình nương vào hình ảnh của Phật, nương vào quyển kinh, nương vào đoàn thể. Đó là quy y hình tướng. Đời người phải có một lần lễ đó. Rồi nhưng mà rồi mỗi ngày chúng ta phải trở về quy y với tự tâm của mình. Tam bảo nơi tự tâm. Cho nên tối nào tụng kinh xong phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y là chuyện cần làm mỗi ngày. Còn cái chuyện quy y hình tướng thì đời người một lần. Quy y không phải là đi xuất gia. Quy y chỉ là một lời phát nguyện trở về nương tựa Tam bảo. Bởi vì đời sống của chúng ta mỗi ngày đều nương tựa. Ai chúng ta cũng nương tựa. Khổ cũng kiếm người nương tựa, vui cũng kiếm người nương tựa, làm gì cũng kiếm người nương tựa. Thì tại sao tinh thần chúng ta không có chỗ để nương tựa? Cho nên đừng sợ quy y, mà cần phải quy y. Vì chúng ta rất cần chỗ nương tựa. Cái điều này Pháp Hòa nói nhiều hơn ngày hôm qua, tối hôm qua rồi. Mai mốt quý vị tìm cái bài đó quý vị nghe lại. Vì chỉ trả lời là quy y phải đi tu không? Không phải. Ai cũng cần quy y hết. Thầy cũng phải quy y, người xuất gia cũng quy y, mà người tại gia cũng phải quy y. Hết giờ nhớ cho biết nha. Dạ. Đồng hồ bị hư rồi. Xin thầy hoan hỷ giảng câu thế trí biện thông và dịch ra English luôn. Thưa đại chúng, là thế trí biện thông là một trong tám nạn của đời người. Một á, là mình sanh vào một cái cõi trời mà cái thọ mạng lâu dài, hay là nói cách khác là cõi trời quá sung sướng. Vì quá sung sướng chúng ta quên tu. Có khi chúng ta sanh vào một trong những cái nạn như là đuôi điếc câm ngọng, hay là chúng ta sanh vào cõi địa ngục, chúng ta cũng khó nghe Phật Pháp. Chúng ta sanh vào một cái cõi mà gọi là sanh trước Phật, rồi chúng ta sanh sau Phật. Thí dụ như mình là sanh sau Phật. Còn có những người nữa sanh trước Phật. Trước Phật thì không gặp Phật, sanh sau Phật cũng không gặp Phật. Thì mình bây giờ là gặp một cái nạn đó rồi đó. Thì cái nạn cuối cùng là gì? Là thế trí biện thông. Thế gian trí tuệ quá linh mẫn thông minh, gọi là thế trí biện thông. Luận biện thế gian, luận biện bằng trí tuệ thế gian thông suốt quá cũng là một cái trở ngại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng thế gian luận biện nó có cái hạn hẹp, còn trí tuệ luận biện thì nó vô cùng. Bởi vì cái gì mà từ trí nó sanh thì cái đó luôn luôn trùm khắp, còn cái gì mà từ cái thế gian mà sanh thì nó có hạn hẹp. Pháp Hòa ví dụ như là mình học hồi xưa mấy chục năm trước á, mình học có cái computer nó bự, thiệt là bự, nó kêu là cái desktop, rồi cái floppy disk là mình thấy quá hay rồi. Rồi từ từ cái là cái mini disk, rồi từ từ qua cái hard drive, rồi cái thời trước mình nghe băng giảng là băng cassette là quá hay rồi, rồi nhảy qua tới cái CD disk là quá tuyệt rồi. Rồi bây giờ nó còn cái gì? Còn có cái chip nhỏ xíu à. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là những cái thế gian đó nó luôn luôn nó thay đổi, phải không? Thì nếu như mà mình không có trí tuệ nhận biết thì mình dính vào cái đó là mình đem vô mình ứng dụng trong chùa là chết giấc đó. Mình không có chịu học hỏi thêm nữa, vì mình bị một cái trí tuệ thế gian nó ngăn cản mình, nó không cho mình nhận biết sâu xa hơn. Tiếng Anh dịch cái chữ thế trí biện thông là worldly understanding, hay là worldly wisdom, hay là worldly, cái chữ worldly là thế gian. Nếu mà bình thường chỉ có thế trí biện thông là worldly intelligent. Nhưng mà nếu mà nó trở ngại thì phải thêm chữ là obstacle.
The obstacle of worldly intelligence. Cho nên nếu mà chúng ta có cái thế trí biện thông mà chúng ta chỉ dùng nó trong một lúc nào đó mà đừng dính mắc trở ngại trong mọi cái vấn đề học hỏi sau này thì chúng ta đỡ khổ. Còn không thì chúng ta sẽ bị nó làm trở ngại lớn lắm. Cung kính đảnh lễ thầy và thăm hỏi sức khỏe thầy, con đọc trong kinh hai câu này mà con không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Một là bị giáp tinh tấn, hai là vô hỷ túc tinh tấn. Thưa đại chúng, tinh tấn là sự siêng năng nỗ lực liên tục không dừng nghỉ để chúng ta thành tựu được những ước nguyện của mình. Nếu chúng ta sống trong đời hay trong đạo, việc gì chúng ta làm mà chúng ta không có sự tinh tấn thì việc đó khó thành. Quý vị hiểu chữ tinh tấn trước nha. Vì sao gọi là tinh tấn? Bởi vì cái gì chúng ta hiểu một cách tinh tường, rồi chúng ta siêng năng với cái hiểu tinh tường đó, gọi là tinh tấn. Tinh tấn có ba cách. Một gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp tinh tấn là gì? Là chúng ta mặc cái áo giáp tinh tấn. Vì sao mà chúng ta phải mặc áo giáp? Bởi vì nếu chúng ta không mặc áo giáp tinh tấn thì cái con ma giải đãi lười biếng nó lôi mình. Ví dụ như là mình muốn tụng kinh mà hơi buồn ngủ cho mình đi ngủ, hay là ai rủ mình đi chơi thì mình đi. Nói chung là không có mặc cái áo giáp tinh tấn thì mình dễ bị lôi kéo. Cho nên trước hết muốn tinh tấn là phải có một cái điều thứ nhất là bị giáp tinh tấn. Nhưng ở đây á, chỉ hỏi hai câu là bị giáp tinh tấn và vô hỷ giáp. Còn nếu nói cho đủ nữa là phải ba. Bên cạnh cái hỷ giáp tinh tấn, nó có một cái gọi là gia hạnh tinh tấn. Gia hạnh là gì? Là liên tục, không lui sụp. Ví dụ như là bị giáp tinh tấn là mình nhất quyết, nghĩa là xin phép gia đình làm hết tất cả mọi cái vấn đề để chúng ta được đi tu. Đó là bị giáp, phải không? Ai nói gì nói, mình vẫn siêng năng như tiến tới đi, thành tựu cái ước nguyện của mình là đi tu, gọi là bị giáp. Nhưng vô tới chỗ tu rồi mà không có chịu gia hành, tức là sao? Siêng năng liên tục, tụng kinh một bữa bỏ bảy bữa. Mình không có siêng năng, không có gia hành thì nguy hiểm. Tức là mình tu thì có hình thức, nhưng mà sự hiểu biết, sự mở thông và sự tu tập có kết quả của mình hoàn toàn không có. Cho nên cái gia hành phải có. Bị giáp tinh tấn, gia hành tinh tấn. Cái thứ ba là vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có vui sướng thỏa mãn với những gì chúng ta đã gặp được do sự tinh tấn, mà chúng ta phải biết rằng cái chúng ta nhờ tinh tấn thành tựu được tới bây giờ nó chỉ là một phần thôi. Còn nếu chúng ta mãn nguyện, tự mãn thì chúng ta sẽ hạn hẹp ở sự học hỏi của mình. Cái đó gọi là vô hỷ túc. Vô là không, hỷ là vui, túc là đủ. Đừng có vui với cái mình đủ ở trên phương diện học hỏi tu tập. Còn về vật chất là phải cần vui với cái đủ. Tại vì mình vui với cái đó thì mình mới có thì giờ vui với cái này. Còn nếu mà mình siêng năng cái kia thì nó không có thời giờ lo chuyện khác. Cho nên người tu là phải cạo đầu, phải mặc áo tu, phải không trang điểm để chi? Để nó giảm thời giờ với mấy cái chuyện đó. Chứ còn không phải là trang điểm là sai. Nhưng mà đã là tu thì mình phải quan trọng cái thời gian chăm sóc nội tâm hơn, thì những cái không cần thiết giảm liền. Sáng ra mất nửa tiếng chải tóc rồi còn gì nữa, rồi nửa tiếng làm mặt, rồi đi đâu phải vác cái kiến theo, rồi thêm cái cây nhỏ nhỏ đâu đó không bóp nữa, thành thử ra nó tùm lum tà la hết trơn, nó mất thời giờ. Đó là chưa nói là mình phải sơn móng tay, rồi phải làm cái này, rồi sợ tóc bạc cho nên cạo luôn cho rồi. Khỏi ai thấy từ bữa đầu thì khỏi ai phân mua chuyện bạc và đen. Mình mặc đồ tu thì đời mình chỉ có nhiêu đó đó.
áo tràng, áo nhật, áo vạt hò, làm tới đi. Màu thì cũng có nâu, lam, vàng, làm tới. Khỏi cần phải ướm, lễ này, tiệc này mặc màu gì ha. Phải, mình mặc cái áo gì phải có cái cà vạt kiểu đó. Còn thầy không cà vạt, cả đời thầy chỉ có cà sa. Thì quý vị hiểu được cái chỗ ba cái tinh tấn: bị giáp tinh tấn, gia hành tinh tấn và vô hỷ túc tinh tấn. Sắp hết rồi. Mỗi khi con học bài, con hay lo ra, suy nghĩ rất nhiều chuyện buồn, tủi thân, không được vui gì vậy mà con không tập trung nhớ bài. Vậy thầy có cách nào chỉ cho con học mau nhớ bài đi thầy? Trời ơi, làm như là thần thông quảng đại. Bây giờ trước hết trả lời cho con, xin con cho thầy biết con tuổi gì mà con chỉ đòi tuổi thân. Con có thể là tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Mẹo, sao con không giữ cái tuổi đó mà con giữ chi cái tuổi thân? Rồi con ghi cho thầy là con chỉ có chuyện buồn tuổi thân. Mà hễ mà tuổi thân là coi chừng nó lây qua tuổi Tỵ. Thật sự như nãy thầy có nói với cái lời, cái sự chia sẻ bằng tiếng Anh vậy đó, ai cũng có nỗi buồn, nhưng mà mình nhớ là nỗi buồn nào rồi nó cũng qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Có buồn ngủ không? Có hả? Thầy dạy hồi hướng. Sao gật dữ vậy? Thì bây giờ mình cứ nhớ là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Ai cũng có chuyện để lo. Phật dạy trong kinh đó, mình lo bệnh, lo tội lỗi. Người không lo không đúng, nói tôi sống tôi không lo, có lo chứ, nhưng mà phải biết lo. Cái đó là cái Phật dạy. Biết lo là lo lúc nào, lo chuyện gì, chứ không phải là sống không lo. Sống không lo là careless, còn sống có lo là care. Nhưng mà how to care, và sau đó thì take good care. Mình mỗi lần mình gặp ai nói take care, thì take care là gì? Nếu mình biết mình bệnh thì mình phải tự take care. Lo chứ, lo bệnh thì phải uống thuốc, ăn uống đàng hoàng, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như mình đã biết mình đã có nhiều cái chuyện buồn, mà mỗi lần nhớ tới buồn này thì nó không làm được gì hết, mà nó chỉ làm mình buồn thêm. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa nghe ai hát ngoài này nè: mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Tại vì nó đi từ cái gốc là mỗi khi đến hè lòng con gì? Mang mát buồn. Cứ hè là buồn à. Vậy thì em ở mùa đông em hát làm sao đây? Cho nên á, mình phải biết chuyển, mình phải biết chuyển và mình phải biết quán. Nếu nói buồn, thiên hạ đều buồn, tại sao người ta vẫn sống? Nếu nói lo, không lo làm gì có sự sống? Nếu không lo học thì làm gì có ngày nay? Bây giờ cái câu hỏi nè: vì con lo như vậy cho nên con không học được, vậy con lo sự học hơn hay là con lo kia? Nếu mà con lo sự học thì con phải bỏ cái này. Thành thử ngay cái câu, ngay cái chỗ đó là mình đã vấp. Mình lo cái chuyện không đâu để mình quên cái chuyện rất là cần thiết. Mà cái này là chúng ta thường bị. Chúng ta thường mà người đời chúng ta sống là chúng ta cứ lo cái gì đâu không, mà cái thật sự cần lo chúng ta quên. Cho nên nếu mà người tu thì sanh tử sự đại. Còn bây giờ mình là cái người đang đi học thì đừng lo gì ngoài chuyện lo học. Thấy không? Mình hay nhắc nhau lo học.
Hãy gặp người bệnh cái đó sao? Lo dưỡng bệnh, đừng lo khác. Hãy gặp người tu nói sao? Là tu. Vậy thì mỗi người chúng ta phải lo, nhưng mà mình phải biết mình đang làm cái gì và phải lo cái đó. Vậy thì bây giờ con đang học bài, đang đi học thì con cứ lo học, đừng lo cái khác. Quý vị không cần no, để nhà nước no. Nghĩa là mình bây giờ các cụ già có lo gì không? Ông Trùm cũng lo hết rồi. Obama lo xong rồi chuyển qua ông Trùm. Mà nếu có lo là mỗi tháng lãnh được mấy trăm của chính phủ, mình sử dụng tiền này sao cho nó đúng, để vừa nhận cái ơn mà cũng vừa trả ơn. Nhận ơn cũng biết bao nhiêu, đừng nghĩ là mình nhận ơn của chính phủ nha. Ơn chính phủ là cái gốc thôi, còn cái cành nhánh là mình ơn của bá tánh, những người đi làm, người ta đóng thuế để đưa về cái nguồn đó để chi cho mình lúc già lúc bệnh. Vậy thì chúng ta lo là chúng ta nhận cái tiền đó, chúng ta lo là lo nhận ơn và xử ơn cho đúng. Cái chúng ta đang lo là chúng ta đang có thân và sử dụng thân sao cho đúng. Chứ còn cái chuyện mà chuyện đã quá khứ rồi thì lo làm gì? Bây giờ có lo cũng không xong. The past is history. The future is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Present là cũng món quà, mà present cũng có nghĩa là hiện tại. Present is a gift. Enjoy your gift. Mỗi sáng ngủ dậy là mình có một cái present. Cái quan trọng là mình biết mở cái present. How to open your present. Còn mình đã thấy quà cái cứ lo ở bên trong, tét rẹt rồi hết. Để lo ở bên trong, phải không? Thành thử ra con đã nói là con lo cho cái chuyện học bài thì con cứ lo học, đừng lo chuyện khác. Bạn con nói tánh của con too serious, vậy con phải làm sao? Vậy thì con chỉ serious mà đừng too. I'm too serious. Bây giờ nếu con chỉ serious thôi mà con đừng too thì nó bình thường. Cũng giống như mình chỉ tu thôi, mình chỉ tu được rồi mà không cần tu gắt. Tu bình thường là ta hạnh phúc rồi, tu gắt không ai chịu nổi. Là tại vì người ta chưa cùng nhịp với mình. Thí dụ như mình cần nghiêm túc, serious. Nhưng mà lúc nào mình thoải mái để đừng nghiêm túc. Cuộc sống nó có nhiều mặt lắm, nó không phải chỉ một mặt. Thí dụ như cái người mà lúc nào cũng giỡn cười, lúc nào cũng gọi là cà rỡn, thì tự nhiên người ta cũng coi thường mình, ta nói mình không có nghiêm túc. Mà người lúc nào cũng nghiêm túc thì người ta ngán, người ta sợ. Cuộc đời là muôn mặt, cho nên quý vị thấy không, có lúc mình phải đi coi phim hài, có lúc mình coi cải lương để mình khóc, có lúc mình coi phim tình cảm, vân vân. Thì cuộc đời này nó có nhiều cái vấn đề lắm, cho nên hãy mình thu cái gì thì tự nhiên mình biến thành mình cái đó. Cho nên too much, too serious thì không nên. Cho nên á, nhiều khi á, mà mình gì đó mình tu overtime cũng mệt. Tu vừa. Cho nên hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho một cái bài và tổ dạy chúng ta tu vừa vừa thôi. Một cái người mà lúc nào cũng không có biết nói chơi, không biết nói giỡn, thì tự nhiên cũng làm cho người khác ta, người ta sợ. Thí dụ như mình giỡn, nhưng mà hãy không thể đi đám tang mà cũng giỡn đó. Rồi lúc nào mình cũng nói chuyện nghiêm túc thì đi vô đám cưới người ta vui giỡn thì mình lại nghiêm túc, không nên. Cho nên cái việc quý vị biết tại sao mà trong chùa mỗi lần mình xây chùa, mình xây cái nóc chùa nó cong, cái mái nó cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Ví dụ như quý thầy, trên nguyên tắc là quý thầy không hát chứ gì. Nhưng mà nếu mà quý thầy hát một câu mà để đại chúng vui, giải tỏa cái buồn ngủ, giải tỏa cái buồn, thì cái lời hát đó nó không có lỗi gì hết. Nó chỉ có công năng trị liệu ngay trong lúc đó. Và thậm chí nếu mà cái lời hát đó nó chan chứa được cái lời nhắc nhở, thì cái lời hát đó tương đồng với bài kinh.
Thành thử ra mình, nếu mà mình nói thầy không được hát, thầy tụng kinh cũng hát đó, nhưng mà hát kiểu cổ nhạc. Mà nếu mà thầy tụng kinh mà không hay thì thầy tụng kinh dở. Cho nên thầy mà tụng kinh hay nghĩa là thầy hát hay, thầy cổ, thầy hát cái bài cổ đó, đó. Vì mình cứ đóng trong một cái khuôn, tụng là phải có chuông, có mõ, phải kiểu vậy mới gọi là tụng, mà thiệt sự thầy hát đó. Chứ nếu bình thường là chỉ tâm tịnh lễ tận tư không biến pháp giới hóa hiện được rồi. Và thầy làm chi? Chỉ tâm đành lễ. Rồi quý vị mới a vô. Nam mô tận là không. A a đó là hát chứ gì nữa. Ví dụ như người ta hát một câu: đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn. Tấm nói cho ý vậy thôi. Anh về anh học chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ. Nhưng mà nói vậy anh nghe không, không ảnh không thích. Hò đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn. Anh về anh học chữ nhu, chính trăng em đợi. Không nói liền đâu, đợi. Mà nếu mà anh nhớ là anh phải đợi nha. Cho nên em dằn giọng xuống muốn nhắc cho anh: chính trăng em đợi, mười thu em chờ. Tại vì anh có đợi cho nên em mới chờ. Nó tương ứng hết à. Thưa thầy, cho con hỏi là sao mà thầy trụ trì phải lại các thầy đi khất thực? Thấy hồi nào? Thấy nào nói em mới biết. Để em tính. Thưa đại chúng như thế này, cái pháp mà chúng ta xá chào lễ lại bất cứ ai đó là một pháp tu. Cái pháp tu đó giúp cho chúng ta thành kính đảnh lễ và học hạnh khiêm cung. Cho nên không luận là mình chỉ lại các thầy mà các thầy không được lại người khác. Chẳng lẽ mình cần khiêm cung mà các thầy không cần sao? Cho nên các thầy có lại ai đi nữa cũng là cái hạnh khiêm cung của thầy, không có gì sai cả. Cho nên quý vị đừng sợ mình đóng một cái tủ ở trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Quý thầy tới xá Phật mà xá ông bà mình, ông bà mình tội. Thầy xá Phật, thầy xá ông bà mình, thầy cũng có phước chứ có sao. Thầy học được cái hạnh. Thí dụ ông bà còn sống, không lẽ thầy không chào ông bà sao? Thầy bước vô nhà mình chơi, thầy chỉ tới xá Phật, ông bà thầy ngó. Ông bà mình thầy ngó chỗ khác sao? Nếu ông bà mình còn sống thì thầy vẫn chào ông bà. Thì bây giờ ông bà mình mất, thầy tới thầy chào Phật, chào ông bà mình, đó là đẹp chứ có sao đâu. Cho nên đừng sợ cái chuyện đó. Quý vị cứ thờ Phật trên Phật dưới ông bà. Thầy có đảnh lễ hay là hàng ngày mình đảnh lễ lại Phật lại ông bà, một lại mà hai thứ, nhất cử lưỡng tiện muốn gì nữa. Còn nếu mà mình là thờ chỗ khác là lại đây ba cuốc, lại kia ba cuốc nữa, tới sáu cuốc rồi. Lại một chỗ mà ba cuốc mà lại chung, sướng quá trời. Cứ thờ không sao hết, đừng nghe ta nói. Còn ai đó mà nói trên thờ Phật dưới không được thờ ông bà, lại như vậy thầy lại ông bà mình, ông bà có tội, đó là tà kiến. Cái thấy rất là sai lệch. Mình lại mình cũng là cái chuyện tăng phước tăng đức của mình chứ có sao. Cho nên chư tăng mà lại chư tăng là rất tốt.
Bởi vì đức chúng như hải, cả một đại chúng chư tăng, mình chỉ là một cá nhân, một vị thầy lại cả đoàn thể tăng là một cái hình ảnh làm cần làm. Quý thầy luôn, quý vị sẽ luôn thấy chư tăng làm như vậy. Ví dụ một cái đại lễ thật đông chư tăng ngồi, thì trong chùa ban đại diện trong chùa 5-7 thầy ra đứng trước. Hôm nay chư tỳ kheo chúng con có duyên sự, xin đảnh lễ tác bạch, đảnh lễ xuống chư tăng một lễ. Quỳ xuống thưa, thưa xong rồi, trên chư tăng đã hứa khả cho rồi, chúng con xin đảnh lễ cúng dường lại xuống, lại chư tăng. Bởi vì sao? Bởi vì ở nơi mỗi tăng có được cái phước, cái đức, mình lại mình tăng trưởng, tăng phước, có sao đâu. Giờ quý vị muốn nghe kể chuyện nữa không? Giờ kể chuyện vua Đường, hỏi chuyện ngài Huyền Trang. Thì một hôm mà vua Đường á mới hỏi ngài Huyền Trang, vua Lý Thế Dân á hỏi ngài Huyền Trang: trẫm biết rằng cúng dường Phật pháp in kinh ấn tượng, làm tượng tốt có phước, nhưng mà cúng tăng thì trẫm còn hơi nghi ngờ, tại vì tăng có nhiều người chưa có phước, chưa có tu. Thì ngài Huyền Trang mới trả lời với vua Đường như thế này: bẩm hoàng thượng, cục đất sét nếu ra đem ra nắng con rồng, khi cầu mưa chúng ta phải đem cái hình con rồng lên trên bàn thờ để chúng ta cầu đảo, tuy con rồng chỉ là đất sét. Tượng Phật làm bằng đất sét mà chúng ta để lên bàn chúng ta thờ, chúng ta lại, mặc dù nó là đất sét. Thế thì rồi ngược lại, nếu mà chúng ta đem cái tâm ác, chúng ta đập phá tượng Phật là cái tượng bằng đất sét, còn có tội. Chư tăng tuy họ chưa đủ, họ không cho mình cái phước, nhưng mà mình đảnh lễ họ mình được phước. Như cục đất sét nó không cho mình phước, nhưng mình đảnh lễ cục đất sét đó là tượng Phật thì mình được được phước. Quý hiểu được chỗ này không? Cho nên á, khi mình thấy một vị nào nhỏ hơn mình, đáng tuổi con cháu mình mà mình kêu thầy, mà thậm chí mình xưng con, cũng không có lỗi. Thứ nhất, mình gọi thầy là mình gọi đúng cái vị trí, cái địa vị của cái vị thầy đó đang có là thầy tu, chân gọi thầy. Mình xưng con phải là mình xưng với cái tuổi tác của ông đó, mà mình xưng với cái giới đức và vị đó đang lãnh thọ. Cái thứ hai là mình nói như vậy để đưa ông thầy này vô cái khuôn ông tu cho dữ á, ông tu cho đúng á, tại vì tôi gọi ông bằng thầy mà xưng con. Cho nên khi mà mình cúng dường á, các vị tăng mà nhận đó là nhận nợ đó, nhận cái đó rồi có bổn phận phải giữ cái đó như thế nào. Cho nên á, thí dụ như mình gặp ông bác sĩ, mặc dù ông bác sĩ đó quen thân gia đình mình lắm, mình biết ổng họ còn nhỏ mà, nhưng mà bây giờ mình ra đường, mình vô phòng mạch, mình gặp ổng, mình gọi ổng là gì? Bác sĩ. Mình gặp ông này mình kêu là luật sư, chứ mình không kêu cháu con gì hết á. Thì mình có gặp ông thầy, mình gọi dạ chào thầy thì cũng có sao đâu. Luật sư, kỹ sư mình còn gọi được mà, thì ổng là ông thầy thì tôi kêu ông thầy, vậy thôi. Còn nếu mà mình phân biệt ông thầy trong trường là mình xưng thầy và em, ông thầy trong chùa thì mình gọi là thầy và con. Đạo Chúa ta kêu bằng cha. Giờ cha với thầy ai cao? Mà cha mẹ của cha tín đồ phải gọi bằng cố. Còn trong Phật giáo thì không cần. Quý vị chỉ gọi đúng cái địa vị của người đó là thầy. Còn cha mẹ của quý thầy, quý vị cứ gọi bình thường bằng bác, bằng chú, bằng cô, bằng thím, tùy. Còn nếu đơn giản là ông bà thí chủ, vì các vị là người đã bố thí đứa con của mình cho Phật Pháp, chúng tôi gọi quý vị là thí chủ, vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, có gọi cái gì cũng là một danh tự. Cái quan trọng là cái tâm cung kính. Nếu mình lễ mà tâm không cung kính thì cái này nó không có work.
Cho nên ngày xưa có một vị tăng tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ, đến đảnh lễ lục tổ đầu không sát đất. Đứng dậy lục tổ nói: lễ không đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Ông chống gậy ông nói: tôi đã tụng 3000 cuốn kinh Pháp Hoa. Thì tổ mới trả lời: khi mê bị Pháp Hoa độ, khi ngộ rồi độ Pháp Hoa. Khi ông tụng Pháp Hoa mà ông vẫn mê lầm, cho nên 3000 bộ kinh nó đè ông sống với cái ngã. Cho khi mê là Pháp Hoa độ, khi ngộ mình độ Pháp Hoa, mà tụng kinh Pháp Hoa, mà nghĩa lý Pháp Hoa mình nuốt hết. Nó là như vậy. Cho nên là thầy trụ trì hay bất cứ chư tăng nào, thậm chí một vị hòa thượng bước ra đại chúng chư tăng mà đảnh lễ, cũng phải xưng là con là tỳ kheo gì đó, chứ không xưng là tôi là hòa thượng. Vì đối với chư tăng là một đại chúng đại đức, thì mình chỉ là nhỏ bé trong đại tăng. Cho một vị hòa thượng đứng ra trước đại tăng tác bạch cũng xưng là con tỳ kheo, chứ không có nói tôi là hòa thượng. Mặc dù vị đó đứng dậy thì tất cả chư tăng có thể đảnh lễ vị này, nhưng khi ra đại tăng thì vị này cũng có thể đảnh lễ, vì đây là đại chúng đại tăng chứ không phải một hai người. Cho nên đảnh lễ là cái điều tốt chúng ta cần làm để học hành khiêm cung. Cho nên quý vị gặp bất cứ ai cứ chắp tay xá cái đà. Vị đó tu không tu đừng quan tâm, biết đâu chừng nhờ cái xá của mình mà họ ráng họ tu. Còn nếu mình khinh thường họ thì nó thôi tôi khỏe rồi đó, giờ không ai, tôi không bị vướng vấp gì hết, mà nhờ mình cứ như vậy mà mình đưa họ vô khu để họ tu. Cho nên một đứa con mình cứ chê nó hoài thì nó nhất định sẽ dở. Mình biết nó dở mình vẫn khen để nó ráng thực hiện đúng cái lời khen của mình, đó là mình dẫn dắt họ đi vào trong cái sự tu tập, vào cái khuôn khổ. Khi một người mất không bị nghiệp nhiều thì thời gian nhanh nhất là bao lâu được tái sinh? Muốn biết việc này thì để Pháp Hòa theo dõi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trả lời chung chung theo căn cứ chữ tổ ha. Khi một người mới mất, người đó không cần phải trải qua bất cứ thời gian nào, vì nếu nghiệp lực của người đó là thiện thì cái nghiệp thiện này lập tức đưa họ tái sinh mà không cần bất cứ thời gian nào, dù một ngày hay ba tháng. Còn nếu người nào nghiệp họ cực ác, họ cũng không cần trải qua nào ngày nào hết, họ liền đọa lạc theo cái nghiệp ác của họ. Nhưng mà con người chúng ta thiện ác nó đều có. Có khi cũng từ bi dữ lắm, mà có khi cũng cay cú. Cho nên chư tổ nói có 49 ngày. Để làm chi? Để chúng ta luận cái nghiệp lực của mỗi người mà để người đó vãng sinh. Nói 49 ngày là để chúng ta có thời gian để chúng ta vì người đó mà tạo phước để tăng trưởng cho họ. Đó là cái ý của chư tổ. 49 ngày là thời gian để luận, và đồng thời cho chúng người thân có cơ hội tạo phước lành để cho người đó. Ví dụ như bác sĩ nói á, mẹ của quý chị, quý anh còn 3 tháng nữa sẽ mất vì bệnh ung thư. Thì mình biết trước được mẹ mình còn 3 tháng, cho nên cả nhà sẽ cố gắng dành thời gian nhiều với mẹ trong 3 tháng này. Để 3 tháng sau mẹ có mất thì mình không có gì phải lo nữa, hối hận nữa, vì mình đã làm tròn tất cả những gì cho mẹ. Cũng như thế, nếu chúng ta biết người thân chúng ta chỉ có 49 ngày thì chúng ta dồn hết tâm lực để tạo phước lành hồi hướng cho người đó. Vì sao? Vì trong 6 phần công đức họ chỉ hưởng có 1 phần. Nếu chúng ta lơ là nữa thì quá ít ỏi. Còn bao lâu thì em không biết. Em chưa mở một cuộc tìm kiếm đi theo đó.
nuôi trồng và đánh bắt hải sản, nông sản để bán có bị quy về nghiệp sát sinh không? Thưa đại chúng, nghiệp sát á, thì nó có nhiều chừng mực, có nhiều cái level, cái từng bậc. Mình không trực tiếp mình giết, nhưng mình trực tiếp bắt, rồi người kia trực tiếp nhận lấy rồi bán ra, rồi người kia trực tiếp mua ăn, thì trong nghiệp sát là có dính. Nhưng còn phần nghiệp này nó ở cái mặt nào thì nó tùy theo cái nghiệp mình tạo. Pháp Hòa ví dụ một cái người phạm tội ở xã hội bây giờ cũng vậy. Nếu người đó suối biểu và người đó luôn cả hành động thì người này full degree. Cho nên Mỹ, ở nước Mỹ xử tội first degree hay second degree. Tại second degree là người chỉ là gì? Đồng lõa, chứ không phải là tội phạm. Cho nên tội cũng có ba cái: một là tự làm, hai là suối người làm, ba là gì? Thấy người làm mà vui theo. Nhớ không? Tự tác, giáo tác, kiến tác tùy hỷ. Tự làm, biểu người làm, thấy người làm vui. Thí dụ như bây giờ mình chỉ là người hốt bán thôi, thì mai mốt mình cũng có thể bị cái nghiệp bị ta hốt bán thôi. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, có một câu chuyện về nghiệp như thế này. Có một hòa thượng, ngài nuôi một con chim mà ngài cưng lắm. Ngài cứ để trong lòng, rồi mỗi ngày ngài chơi, ngài vui với nó. Thì có một hôm người ta đến, người ta bắt ngài vì một cái tội nào đó. Người ta giam ngài ở trong ngục thất, nhưng mà bởi vì chưa có xác định cái tội, và ngài cũng là một người đạo đức, cho nên người ta trọng, người ta để ngài trong một cái tù mà rất là trịnh trọng, có chỗ nằm nghỉ đàng hoàng, có ăn uống đàng hoàng, nói chung là rất đầy đủ, kể có điều là không tự do thôi. Sau 3 tháng 3 năm gì để mà gọi là tìm tòi đó, thì cuối cùng find out là ngài không tội gì hết, cho nên thả. Thì ngài về, ngài mới nói đó là cái nghiệp của tôi. Tôi nuôi con chim, tôi không có hành hạ nó, tôi chăm sóc nó, tôi ăn rồi nói chuyện với nó, cho nên giờ tôi cũng bị cái nghiệp, tôi vô trỏng tôi ở mà ta cũng chăm sóc cho tôi đàng hoàng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Nhưng mà thưa như thế này, nếu như mà mình ở trong một cái hoàn cảnh vì cái công ăn việc làm của mình, thì mình đành chấp nhận cái đó là việc làm nuôi sống của mình và gia đình. Nhưng trong cái thầm lặng mà chúng ta cũng vẫn biết rằng chúng ta vẫn dính dáng một phần nào trong cái nghiệp sát, và chúng ta luôn tâm niệm hối hận, phát tâm để cho mình đủ duyên nào chúng ta chuyển nghiệp. Chứ nói như vậy có nghĩa là mình bắt tội hết tất cả các người ta làm cái việc này. Nhưng mà mình biết là trong xã hội thì phải có người này người khác, đúng không? Phải có người làm việc này việc khác. Mình làm những cái điều nó sát sinh thì mình biết là cái đây là cái chưa chuẩn. Nhưng mà vì trong cái tình thế tạm thì chúng ta phải cần. Nhưng mà sâu xa thì chúng ta hy vọng lúc nào đủ duyên chúng ta chuyển. Xin Thầy cho con biết khi nào nhẫn và nhẫn cho đúng. Khi nào đám cưới thì đeo nhẫn. Nhẫn không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng khổ đau, mà nhẫn là một đức tính bao dung. Mình có thể dung nạp được người đó. Không phải lúc nào mình cũng im, nhưng mà cũng không phải lúc nào mình cũng nói, mà chúng ta chỉ cần nói những lúc nó đúng. Chỗ nào cần nói chúng ta sẽ nói, nhưng mà cái quan trọng là nói cách nào, nói như thế nào để người kia hiểu được cái phiền não của mình. Thành nữ ra trong cái đó là không nhẫn, nhưng mà là nhẫn, nhẫn lời nói. Mình không có nhịn người đó, mình nói cho người đó biết. Nhưng mà cái quan trọng là, bởi vì nhẫn nó có ba cách: thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng nhẫn là nhịn, là không nói, thì chúng ta mới nhớ là có khi chúng ta nói
Chúng ta nói nhưng mà chúng ta biết nhẫn lời nói, có là không nói những lời cay cú, không nói những lời khó nghe, không nói những lời kém nhã. Và chúng ta sẽ nói để người làm sao cho người đó hiểu được cái tâm ý của mình. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều lúc Đức Phật nói, có những lúc Đức Phật nín, có những lúc Đức Phật hành động rất là thô như là đánh một con nai, nhưng mà trong cái hành động đó chan chứa lòng từ. Bởi vì Phật thấy người thợ săn đang đi tới mà con nai này nó không thấy, cho nên Phật đánh một cách thiệt mạnh để cho nó hốt hoảng lên nó chạy. Mà nhờ nó chạy như vậy nó thoát được tay của người thợ săn. Thì nhiều khi hành động mình đánh một đứa con xấu à, phải giữ không, nhưng mà không ác, vì cái hành động đó là để chỉnh đốn đứa con. Cho nên tại sao trong Phật giáo trước cửa chùa, có nhất mà chùa Việt Nam đó, có thợ ông Tiêu với ông Hộ là tiêu diện hộ pháp đó. Ông Tiêu là tượng trưng cho độ cái người dữ dằn, hộ pháp là độ cho những người hiền lương. Những người dữ thì phải có những người dữ hơn để độ họ, còn những người mà người ta hiền thì phải có những người hiền để giúp đỡ. Cho nên trước cửa chùa để ông thiện ông ác hay là ông hộ pháp tiêu diện. Nhìn cái ông kia ông dữ lắm, lưỡi thì le dài, nanh hai cái, đầu ba cái núi, phun lửa, mặt phực lửa. Cho nên gọi là diện nhiên vương. Diện là mặt, nhiên là lửa. Ông Bồ Tát này có cái mặt lửa, nhưng mà Bồ Tát này là ai? Là Quán Âm Bồ Tát thị hiện đó. Cho nên ở phía sau một vị Bồ Tát hung dữ lại là một trái tim đầy thương yêu. Cho nên chúng ta nhẫn mà chúng ta vẫn có trí. Có trí để biết rằng lúc nào chúng ta sẽ nhẫn và lúc nào chúng ta sẽ nói. Nói không có nghĩa là không nhẫn, nhưng mà có nhẫn, nhẫn lời nói, nhẫn hành động, nhẫn tư cách, để chúng ta không quá đáng trong cái việc bày tỏ cái bất bình của mình. Như vậy mới là đúng cái tinh thần gọi là sống trong cuộc đời, chúng ta ứng dụng những cái pháp tu. Thì thưa đại chúng, câu hỏi còn nhiều lắm mà thời gian thì không còn nhiều. Thôi thì Pháp Hòa xin phép đại chúng cho Pháp Hòa tạm dừng ở đây, để đại chúng được nghỉ ngơi, lái xe về đường còn xa. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp nhau vào tháng 6 tới này nữa, để rồi chúng ta sẽ được cơ hội ôn lời Phật dạy, nhắc nhở với nhau trên phương diện tu hành. Hôm nay chúng con được về đây, được quây quần ở tại chùa Văn Thù trong một không gian đầy thân thiện này để chúng ta tu tập. Trước hết là chúng con tri ơn Thượng Tọa trụ trì, quý anh em thiện nguyện công quả trong nhóm Hương Từ đã hết lòng góp sức để cho buổi tu học hôm nay được thành tựu. Chúng con xin một lòng cảm niệm công đức Thượng Tọa trụ trì và tất cả quý anh em Phật tử trong ban công quả. Cũng không quên cảm ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị xa gần đã dành thời gian của mình trọn một ngày Chủ nhật hôm nay để về chùa tu tập và cùng ôn lại Phật pháp với nhau. Nếu trong quá trình chia sẻ Pháp Hòa có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Rộng xa hơn nữa là Pháp Hòa cảm ơn tất cả quý Phật tử trong suốt thời gian Pháp Hòa ở Cali trong mấy ngày qua. Quý vị đã chăm sóc Pháp Hòa từ chuyện đưa đón, nước nôi, ăn uống, nghỉ ngơi vân vân. Quý vị thương lo rất là đầy đủ. Vì vậy mà Pháp Hòa đủ sức khỏe để Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị trong suốt 3 ngày cuối tuần qua. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Xin chúc tất cả quý vị luôn được an lành, khỏe mạnh, tu học tinh chuyên. A Di Đà Phật.
Và bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.